Xin chào các bạn, tôi là Cường Bích. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái trình quảng cáo doanh nghiệp từ A đến Z. Hiện tại thì rất là nhiều cái tài khoản được nâng lên trình quảng cáo doanh nghiệp bởi vì nó sẽ có các cái tính năng mà ở cái tài khoản cá nhân không có thể làm được. Và trong chuỗi video này thì tôi sẽ giới thiệu lần lượt các cái module về tình quản lý doanh nghiệp. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn có thể truy cập website cuongbich.com để tìm hiểu thêm về các cái kiến thức về Facebook Marketing. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.